Em quay nhanh một clip để giới thiệu đến cho các bác một số hàng khủng mới về nhé. Chuẩn bị giới thiệu cho quý vị có 3 đôi hàng khủng mới về. 3 đôi săn xui. 3 đôi loa săn xui tất quý vị nhé. 2 đôi SP7500X bát 40 trung 20 và 2 tép. Và một đôi SPX7000 bát 30. Tất cả hàng đều đẹp long lanh luôn. Đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hai đôi kia bát 40 hết. Hàng cam luôn quý vị nhé. Quá là đẹp luôn nhé. Lau chùa sạch sẽ luôn. Quay cho nó nóng. Đây, được chưa? Đây là cái e căng của em. Tất cả đều e căng mất. Quả chám này nhé. Tất cả đều e căng quả chám. San xui. Đây, e căng quả chám này. Đây, đây là e căng của em san xui. Đây, san xui. SP X7000. Báo cáo quý vị là em san xui SPX7000 này, quý vị nhìn cho kỹ nhé. SPX7000 này. Thấy chưa? Một tép kèn, củ kèn thì rất dài. Cái còi kèn luôn này. Hai tép thôi. Một bát 30. Màng giấy, gân vải tẩm dầu. Dưới cùng là hai lỗ thông hơi. Hàng còn rất là đẹp. E căng còn rất đẹp nhé. Đây, em đậy e căng luôn cho quý vị xem. Em nó nhé. Đấy. Đấy, em nó đậy nhé. Phía dưới đây cũng săn xui SPX 7000, thấy chưa? Hàng đẹp như mới luôn. Thùng vách vuông thành sát cạnh hết nhé. Để em cho quý vị xem phía sau của em nó. Đợi em chút, em quay camera lại. Này, phía sau của em nó đây quý vị nhé. Được chưa? SP X 7000. Được chưa? 4 quay trở kháng 8 ohm. Quá là dễ ghép âm ly. Công suất 130W một loa. Vậy là một đôi này của nó là 260W. Hàng Made in Japan nhé. Tokyo 168 Japan này. Made in Japan luôn này. Nếu quay hẳn ra cho quý vị nhìn tiếp. Ủa, mà không nhìn thấy. Nhìn chưa? Made in Japan này chưa? Tiếp theo báo luôn giá của đôi săn, giá của đôi săn xui SPX 7000 này là giá 9.900.000 quý vị nhé. 9.900.000. Đợi em chút, em quay lại đây không nghi có đổ mất. 9.900.000. Tiếp theo sang hai em hàng khủng này. Hai đôi này chỉ cần giới thiệu một đôi thôi vì nó như nhau hết quý vị nhé. Hai đôi này chỉ cần giới thiệu một đôi, em nó như nhau tất. Đấy, thấy chưa? Như thế em đậy bớt y căng lại cho quý vị này. Nhìn này. Này. Chưa? Bắt đầu giới thiệu nhé quý vị nhé. Hai đôi này đây là đôi SP San Sui SP 7500X. Được chưa? Nút chỉnh thiết kế với lại một bát 40, được chưa? Ok chưa quý vị? Một bát 40, một chung 20, một tép còi, hai tép nào, hai tép giấy. Này. Tép còn zin từ cái màng loa dập số luôn nhé. Quý vị nhìn chưa? Đây. Báo cáo quý vị là có con có số, con à con lại có con không nhé. Không lại bảo con không. Chết, đây, có đấy. Con lại có. Có con hơi mờ, con lại cũng có hết. Hàng còn rất là đẹp luôn. Đẹp lung linh luôn nhé. Tất cả đều như nhau hết.
quý vị đợi em quay sau lưng, phía sau lưng em nó cho quý vị. Đây, quay phía sau thì lấy một con nhé quý vị nhé, thùng vách còn rất là đẹp luôn nhé. Đây, đây là Sansui SP7500X, được chưa, hàng Tokyo Japan này nhé quý vị nhé, nhìn nhé, các thông số thì em đọc qua không đọc được nhanh, không dịch được, nhưng đây có kích thước, tất cả kích thước nó có hết trên này quý vị nhé, thế nó có hết trên này. À, công suất của em nó là 130W một loa, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 98 dB, thưa quý vị, con này quá là dễ ghép âm ly nhé, hàng này thì chết rồi, nói rồi, quá dễ ghép âm ly, được chưa quý vị, đợi em chút. Xoay lại cho nó đẹp nhé, đó là dễ ghép âm ly. Giá của một đôi này là 15.800.000 nhé quý vị nhé, 15.800.000 một đôi này, e căng còn rất là đẹp nhé, tất cả e căng đẹp hết này. Này, lắp e căng vào hết cho quý vị xem, ok chưa, lắp vào cho quý vị nhìn tất ba đôi này, cũng quá là đẹp luôn. Nhanh thì đến lượt quý vị nhé, chưa, quá là đẹp luôn, tất cả thùng vách đều đẹp hết nhé, loa tất cả côn zin hết, báo cáo quý vị là em chuyển hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà, sau đó quý vị giao nốt tiền nhé, mọi giao dịch quý vị yên tâm. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên em. Cảm ơn.